Em đã quay trở lại đây ạ. Các bác có nhìn thấy em chưa ạ? Cảm ơn xấu rồi. Không, cái đấy đi chậm hơn mà. Đây ạ, các bác, cái này thì khả năng là tương tác nó sẽ kém hơn. Tắt tiếng. Vâng ạ, các bác nhìn được chưa ạ? Không nhìn được. À, cái này thì tương tác nó sẽ kém, chỉ một mình em nói thôi, em sẽ không đọc được các bạn, em sẽ không trả lời được và không đọc được đâu ạ. À, lấy cái máy kia. Lấy cái này. Không trả lời được và không đọc được đâu ạ. Vâng ạ, à, các bạn đã nhìn thấy chợ nhà mình chưa? Cầm. À, đây ạ, à, đây là quang cảnh cửa chợ nhà mình đây ạ. Ngon chưa các bạn ơi? À, phía bên này là dàn 7 chỗ này các bác này. Còn ở phía bên này thì đây là em quay qua để giới thiệu với cả các bác là cái các cái sản phẩm, các cái ô tô nhà em đang bán. Xe thực chất là hiện nay là bày kín bãi cả trong nhà luôn. Trong nhà và ngoài sân đều kín xe. Các bạn cứ đến chọn thoải mái ạ. Dạ vâng ạ, bây giờ mình quay máy cho nó tiện. Đây ạ. Xe thì là thật sự các bạn là kín luôn, không có chỗ để đi luôn ạ. Các bác cứ đến chọn nhá, thoải mái xe để cho các bạn chọn ạ. Rất nhiều xe để cho quý vị lựa chọn nhá. Xe hầu như là xe loại gì cũng có. Thế này mà còn không có xe để cho quý vị mua nữa thì tầm nào tiền cũng có nhá. Hơn 100 triệu em cũng có mà 1 tỷ rưỡi em cũng có các bác nhá. Các bác không sợ là không mua được xe khi đến với Dung Audi ạ. Đến với Dung Audi thì các bác thoải mái lựa chọn mua xe. Xe nhà em hiện nay là còn có cái còn đang phải thập thò ngoài cửa bởi vì không có chỗ đậu. Tí nữa em sẽ đi con đi về.
Con nào là con gì hả bạn ơi? Con này là con gì? Bây giờ khả năng là mình sẽ đi sát xuống để mình bạn thích con gì thì mình quay con đấy luôn. À, flycam à bạn ơi, mình quay bằng ấy thôi. Ở Phantom bạn ạ, mình quay bằng Phantom bạn nhá. Gio à bạn ơi, Gio có Gio đây, mình sẽ đi cho flycam gần lại Gio ạ. Gio đây ạ. Gio đây bạn nhá. Gio đây, trước mặt bạn là Gio đây ạ. Gio của bạn đây ạ. Gio 2015 bạn nhá. Gio 2015 ạ. Gio 2015 các bạn nhá. Và có giá là 445 triệu. Hiện nay là lại bây giờ lại đến điện thoại lại báo hết pin các bạn ạ. Flycam thì còn rất nhiều pin nhưng mà điện thoại thì có lẽ là sắp hết pin rồi. Mình sẽ quay lại cái quang cảnh chợ của nhà mình cho các bạn xem. Xe các bạn cứ chọn thoải mái ạ. 350 triệu thì Innova thì bạn mua được, nhà mình hiện nay con đang có 4 chiếc Innova là cái tầm tiền dưới 350 triệu bạn nhá. Vâng ạ, mình quay chẳng đây là mình quay cho các bạn xem tổng thể quang cảnh thôi, bởi vì quay tay thì không thể xem được tổng thể quang cảnh. Mình quay cái góc độ này để cho quý vị xem tổng thể quang cảnh thôi, chứ còn mình cũng biết là nó không thể bằng quay tay được. Quay tay vẫn sướng hơn. Quay nội thất à bạn ơi, chơi khó nhau rồi. Thắng Phạm bảo là bây giờ đã quay flycam mà bảo quay nội thất là chơi khó nhau rồi. Ok nhá bạn Minh Hà nhá. Minh Hà ơi, về xem xe thoải mái luôn nhá. Bạn về lúc nào cũng được ạ, nhà mình lúc nào cũng có người. Bạn cứ yên tâm là về với nhà mình thì lúc nào cũng xem xe được, yên tâm. Phantom à bạn ơi, mình Phantom Phantom 3 bạn ạ. Dạ vâng ạ, em chủ yếu là em quay quang cảnh và để cho bà con là biết là xe nhà em hiện nay đang bán có loại gì. Đây ạ, xe bà con ra hồ chọn nhá. Vâng ạ, có lẽ là thôi cho Dung Audi xin chào tạm biệt bà con, hẹn gặp bà con ở video clip ngày mai. Chúc bà con ngủ ngon nhá, bà con nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Giờ em còn không chưa biết tắt nữa, chỗ nào nữa kìa, đơ màn hình rồi. Vâng, chào bà con nhá. Đi ra đây cậu hạ. À, bà con cho xin, em xin phép là em tạm dừng buổi livestream ngày hôm nay ở đây.